Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy CRM 3200, Gemini CRM 3200 nha. Một con máy pha cà phê quốc dân, rất là nhiều xe cà phê sử dụng, rất là nhiều người xài. Thì công tắc của máy nằm dưới đây thôi. Công tắc của máy nằm dưới đây, hai công tắc. Hai công tắc đây. Màn hình sẽ nhảy đèn quay lại. Thế khi nào máy nóng thì hai cái này nó sẽ dừng lại. Con máy này phù hợp với pha cà phê 100 ly một ngày nha. Còn máy máy này bên mình hôm nay giá ngày 8 tháng 8 2023 giá hiện tại là 11 triệu nha. Thì máy máy nhìn rất là to bự, pha 100 ly một ngày. Đây là nút pha một shot, pha hai shot. Đây là phút pha tự động, tức là bấm một cái là nước sẽ bắt đầu chảy, bấm cái nữa để dừng. Còn hai nút này là hai nút lưu thời gian. Nhưng mà thường trong cái việc bán hàng á, là ở Việt Nam mình mặc định là xài cái giỏ lọc đôi, tức là giỏ lọc một loại giỏ lọc thôi. Nên là thường khách hàng bên mình là setup hai nút này giống nhau, tức là bấm nút nào nó cũng ra hết. Và thường là bên mình lấy tiêu chuẩn là 30 giây nha. Máy Gemini CRM3200B tính theo thời gian, không phải tính theo ml, tính theo thời gian hai nút này. Để cài đặt cái lượng nước á, để cài đặt cái thời gian á, là mình sẽ bấm giữ nút này luôn. Bấm giữ thì máy sẽ vào chương trình cài đặt lại ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi lại. 1 2 3 4 5 6 7. Đó, ok ha. Thì đại khái nó tính theo giây, thì bên mình mặc định cứ 30 giây thôi. Còn cài đặt nước chạy nhanh, chạy chậm, chạy nhiều, chạy ít thì sẽ ra bột cà phê. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác pha cà phê nha. Nhưng mà đại khái là cái con máy này nước là như vậy. Này nước, cái nút nước sôi ha, còn nó sôi. Bên đây là vòi đánh sữa. Cũng khá là mạnh đó các bạn. Nói chung là riêng cái dòng máy này thì thực ra với giá tiền này bạn mua con máy này là rất là êm nha, 11 triệu. Cái dòng máy này xài hai bơm và ba nồi hơi. Đầu pha một nồi, đầu nó sữa nồi, nó sôi đầu. Máy rất là êm. Chưa nóng thôi, nói chung đèn đang nhảy. Nhưng mà đại khái giới thiệu cho mấy bạn là so với những dòng máy như Revel thì con này có phần nhịn hơn, chất lượng pha cà phê cũng nhịn hơn. Đầu pha tay cầm 58mm chuyên nghiệp. Rồi, mình sẽ chuẩn bị máy xay ha. Đó, đèn sáng hết, nóng, ok. Và đánh sữa chuyên nghiệp nha. Hơi rất là mạnh chứ không có... Hơi rất là mạnh nha. Nó thấy hơi bốc khói. Mà hơi đánh sữa rất là mạnh nha, đánh sữa bình thường. Rồi, giờ là mình đã hướng dẫn xong cái cài đặt lượng nước ha, cái nút chức năng của máy. Thì con máy này yếu điểm duy nhất của nó là cái nước mấy bạn xài phải là nước sạch. Nước nè, phải là nước sạch. Đây mình coi thử coi. Ok, cái này nước bên mình thì cũng tương đối không có bụi lắm. Nhưng mà đại khái là những con Gemini này, cái nước của nó không có cây lọc nước á. Nên là những cái cặn nước nó sẽ rơi vô trong đây. Những cái bụi cà phê giống như vậy nè. Đó, những cái bụi cà phê nó bay trong không khí hoặc là bụi đường thôi. Nó rớt xuống, nó kêu vô. Hoặc là do cái đầu pha của mình không có vệ sinh. Cái đầu pha của mình không có vệ sinh nhiều, cà phê chua ngược vô. Thì những cái đường ống như là cái đồng hồ nè, đồng hồ là mau hư nhất, đồng hồ cực kỳ mau hư luôn. Nên là ai mà không có quan tâm nhiều quá thì bỏ cho nó hư luôn cái đồng hồ nè. Tại vì cái mình có quay clip mình vệ sinh cái ống từ đồng hồ cho tới cái nồi hơi, nó bị nghẹt một cái khúc cà phê dài như vậy, một cái khúc cạnh khúc cà phê. Nói chung cái dòng này rất là dễ nghẹt. Thì tùy thôi, ai muốn coi đồng hồ thì cứ coi, nhưng mà gặp mình thì thấy nhiều khách hư lần rồi xong rồi thôi, cũng không có tiếp tục thay cái đồng hồ mới nữa. Rồi, còn những cái về van an toàn sau bơm đó thì từ mấy sau nha. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn pha cà phê nha. Bây giờ hết 4-5 phút rồi mọi người đây. Hiện tại đây là cái máy GX600AD máy xay cà phê ha. Thì trên bất kỳ máy xay cà phê nào nó cũng có một cái vòng chỉnh độ mịn cà phê. Thì muốn bột cà phê ra mịn hay ra to gì đó thì mấy bạn chỉnh cái vòng này. Xay qua xay lại ha. Cái vòng này. Rồi, bây giờ mình sẽ làm lấy thử. Ok, các bạn nhìn bột ha. Bột nó cỡ như là cái muối ăn trong nhà mình á. Cái bột nó mịn như là cái muối ăn ở nhà. Rồi, mấy bạn coi mình mới xay cà phê xong thì nó hình ngọn núi giống như vậy. Bây giờ mình sẽ làm cho nó lắc lắc nhẹ. Rồi, cho nó sập xuống. À, thấy nó bằng không? Bằng lại rồi đúng không? Lắc nhẹ. Gõ xuống 3-4 nhịp. Rồi mình nén. Xin lỗi nha, đọc nhãn, đọc tay nên là làm không? Thì khi các bạn nén, các bạn lấy lực từ cùi chỏ xuống cho mình. Lấy lực từ cùi chỏ xuống cho mình. Đừng có lấy lực của cái cổ tay rất yếu. Có nhiều bạn dùng cái cổ tay làm như vậy nè. Cái lực từ cái cổ tay cực kỳ yếu nha. Các bạn lấy thẳng lực từ cùi chỏ nhấn xuống cho mình. Một phát một thôi. Sau khi nén xong, các bạn quan sát cho mình cái bề mặt nó phải thẳng nha. Cái bề mặt nó phải thẳng, nó không có bị nghiêng bên nào hết. Rồi mình lắp vô tay cầm thôi. À, trước khi ấy mình còn phải phủi bụi nữa, mình có phủi bụi rồi nè. Phủi bụi xung quanh cái tay cầm á. Sau đó mình lắp vô trong máy thôi. Rồi bấm nút pha. À, mình tháo cái đầu chia ra rồi nha. Tại vì bên mình không có xài cũng được, nhưng mà đại khái nó bị chia làm đôi thì cũng không có làm gì á. Thì ai không thích xài xài không có thì cứ tháo ra như bên mình. Rồi các bạn coi thử ha.
cái dòng chảy của nó nè, nó nhỏ giọt luôn. Ok, cái nhỏ giọt như vậy là do bột cà phê xay có mịn thôi ha, mình sẽ chỉnh lại bột cà phê thôi. Thôi lại nha. Cái dòng chảy nó nhỏ giọt như vậy là bột cà phê quá mịn, bây giờ mình sẽ chỉnh cho cái bột cà phê nó to ra thôi. Không có vấn đề gì hết nha. Đó, nhỏ giọt, nhỏ giọt, nhỏ giọt. Nhỏ giọt, nhỏ giọt, nhỏ giọt. Nhìn rất là kẹo nha, nhưng mà không, cái cà phê này uống rất đắng, rất đậm. Nếu mà để nhỏ giọt như vậy uống rất đắng, rất đậm, nhưng mà nó vượt qua cái ngưỡng chịu đựng của cái lưỡi của mình. Đó, cà phê nhỏ giọt. Giờ mình sẽ chỉnh cho hạt cà phê, bột cà phê nó to ra thì nó sẽ ra thành dòng. Này nhỏ như vậy là uống cực kỳ đắng nha. Cái máy Gemilite 3002 này khi mà mấy bạn làm thấy quá thì cái cà phê nó mịn quá thì nghe bơm nó như là cái bơm nó liệm đi vậy. Cái tiếng bơm như là nó liệm đi, như là nó vì vậy thì máy này máy bình dân ha, nên là mình nói thẳng nha, cái kim nó cứ lúc lắc như vậy. Tại vì cái áp suất của nó mà, cái áp suất của nó lớn quá, bắt đầu kim lúc lắc rồi, coi kim nó quay lúc lắc. Đó. Ok thôi, không treo nó nữa, bây giờ mình phải đi khác, mình kẹt rồi. Rất là đậm nha. Đậm mà vượt ngưỡng, bây giờ mình chỉ việc chỉnh cái máy xay này. Thí dụ nó đang ở số 1 nè, đang ở số 1.3 nè. Bây giờ mình chỉnh nó lên tí xíu 1.8, chỉnh lên tí xíu thôi. Rồi, mình sẽ xay bỏ đi một ít nha. Xay bỏ đi một ít, tại vì từ cái lưỡi dao cho tới cái bột, từ cái lưỡi dao cho tới cái đầu ra cà phê, nó sẽ có một lượng bột nhất định là của cái độ mịn cũ. Mình bỏ đi thôi. Ok, giờ mình làm vệ sinh, đợi xíu nha. Độ mịn mình đã chỉnh tăng nó lên một chút rồi nha. Rồi, nó lên thành ngọn núi nè, nó vỗ tí xíu, dễ thương. Rồi, các bạn thấy cà phê ngọn núi không? Rồi, đó, mình sẽ vỗ. Vỗ là nó bằng lại đây nè, đó là mình sẽ gõ ba nhịp ha, 1, 2, 3. Rồi mình lấy lực từ cùi chỏ, mình nhấn thẳng xuống. Xoay người sang, lấy lực từ cùi chỏ, nhấn thẳng xuống. Không có lấy từ cổ tay nha, lấy từ lực cùi chỏ, nhấn thẳng xuống. Rồi, phủi bụi đi, rất là đơn giản nha. Nó thì mọi người có cái cọ nè, nó cứ phủi bụi sạch sẽ. Cái khâu phủi bụi này rất quan trọng nha. Nếu mọi người không có phủi bụi là cái bụi này nó sẽ dính lên trên cái đầu rút này, 1 ly, 2 ly, 100 ly. Rồi ngày nào cũng vậy, là cái đầu rút này nó kẹt đầy cà phê luôn, là cỡ khoảng tầm 2-3 tuần thôi là nó rất cái ron, là do cái thao tác không có phủi bụi nha. Rồi lắp vào máy, rồi bấm pha, rồi coi dòng chảy ha. Mình chỉ về chỉnh cái độ mịn cho nó tăng lên thôi. Đó, cái dòng chảy nó đẹp hơn đây nè, đó giống như cái đuôi chuột vậy đó. Cái máy rất là dày nha. Rồi 2 ly với nhau, cùng cà phê, cùng máy pha, cùng máy xay. Nhưng 1 ly là cái bột nó mịn quá, còn 1 ly thì khá ổn. Cái này thì mình thấy nó dòng chảy nó hơi nhanh, nhưng mà đại khái là các bạn nhìn cái lớp em mai rất là dày ha, rất là dày, rất là sánh dày cui luôn á, dày mà dày khủng khiếp luôn á, tại vì này là cả đống tay mà. Ok, thì đại khái thao tác pha mình được hướng dẫn xong mọi người nha. Chỉ có xay cà phê, vỗ gõ 3-4 nhịp, ném cà phê thẳng xuống, phủi bụi rồi lắp vào máy, bấm nút pha là xong. Còn đây là cái cài đặt lượng nước thì cứ bấm giữ rồi trừ đi 3 giây, 1, 2, 3, 4, 5, rồi trừ đi 3 giây vậy thôi là máy nó sẽ lưu lại. Rồi mình sẽ để số điện thoại ở phía dưới tiêu đề, ai có thắc mắc gì về cách sử dụng máy Gemilite 3002B thì cứ nhắn tin cho bên mình nha. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều.